người, đấy chính là đồi cỏ Hồng, bọn mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan. Thế thì sao là đông người luôn. Đông lắm, trời ơi, đúng là giả nhở. Đúng là giả nhở. Là hóa thật nha mọi người. Tận mắt nhìn thấy đôi cỏ Hồng ở Hàn Quốc mà. Chơi cá đúng không? Hello mọi người. Chúng mình là ồ hả? Lại đây. Lại đây hai đó. Hôm nay đi đâu đây? Hôm nay chúng mình lại gọi SS Studio. Tự nhiên thấy nhớ trường, tới thăm hay sao? Đúng rồi, lâu lắm ở nhà ấy, giờ tới SL. Sau khi diễn ASEAN Song Festival xong, bọn mình cứ tưởng là hôm bữa là đã chia tay được SL Studio rồi. Nhưng mà bây giờ lại thì quay trở lại đây, thì mọi người biết là cái gì không? Không, không, tới đây học nhảy học hát. Tới học nhảy hát tiếp, diễn tiếp. Diễn lại, được. Học lại từ đầu, học lại từ đầu, học lại từ đầu. Hôm nay thì chúng ta sẽ có buổi phỏng vấn cho đài EBS. Hồi trước thì đang phỏng vấn cho đài Arirang. Đến đài KBS thì hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn cho đài EBS. Hàn Quốc. Thì nghe nói đây là đài kiểu như về giáo dục. Thì không biết là sẽ phỏng vấn như thế nào, phỏng vấn những gì sau mấy cái lần trước phỏng vấn thì là phỏng vấn trước khi diễn, còn cái này thì là phỏng vấn sau khi diễn, thì không biết câu hỏi là có khác hay là có như thế nào không. Thì tí mọi người hãy cùng chào ngày mới cùng Ohio Game Band. Ngày hôm nay chúng mình sẽ được đài EBS, là một đài truyền hình tại xứ sở kim chi này đó nha. Tụi mình sẽ cùng nhau luyện thanh, hát, nhảy để quảng bá hình ảnh giao lưu văn hóa giữa những con người ở hai đất nước Việt Hàn.
mấy anh chị ekip rất dễ thương và chuyên nghiệp luôn. Tụi mình cảm thấy rất là vui vẻ và tự hào vì 3 tháng qua đã có những thành quả nhất định để đem về gặp mặt các bạn nè. Vậy là hành trình của Ohio Girl Band 101 Days in Korea cũng đã kết thúc rồi. Hãy luôn follow và ủng hộ tụi mình trên những sản phẩm sắp tới nhé. Hot lắm nha. Bye bye mọi người.